Điểm uh, du lịch tâm linh tiếp theo của đoàn chúng ta trong buổi sáng hôm nay chính là khu vực đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ. Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ là một uh, công trình mới được xây dựng vào năm 2001 và khánh thành năm 2005 tại núi Vạn với tên chữ là Ốc Sơn. Độ cao của núi Vạn là 171 m so với mực nước biển. Và núi Vạn cũng là ngọn núi nằm trong hệ thống Tam Sơn cấm địa, tức là ba ngọn núi cấm được nhân dân nơi đây tôn thờ và bảo vệ, cùng với núi Hùng nơi mà chúng ta đã hành hương, núi Trọc và núi Vạn, đây là ba ngọn núi cấm được nhân dân nơi đây tôn thờ. Và hiện nay thì tại trên đỉnh của núi Vạn này chính là ngôi đền thờ tổ mẫu Âu Cơ, người mẹ linh thiêng huyền thoại đã sinh ra cả cộng đồng dân tộc Việt. Và từ chân núi quý khách sẽ hành hương 553 bậc đá để chúng ta qua Tam Quan, qua tứ trụ và sẽ vào đền chính. À, trước khi hành hương lên đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ thì quý khách sẽ dừng chân tại Tam Quan. À, phía trước chúng ta đây chính là Tam Quan được thiết kế theo kiểu hai tầng tam mái và phía chính giữa của cổng có một bức đại tự âu cơ tổ mẫu được dịch là tổ mẫu âu cơ và tam quan cũng là một cái bắt nguồn từ kiến trúc trong phật giáo tam quan có rất nhiều ý nghĩa khác nhau à, trong đó thì cũng có một cách hiểu tam quan đó chính là cái cánh cửa để bước vào một thế giới khác thế giới niết bàn à, và những người nào mà hiểu được về cái ý nghĩa của tam quan này thì sẽ vượt qua được mọi ân oán, sân si trong cuộc sống thường nhật để có thể an yên hơn, tâm thêm tịnh hơn. Và cái kiến trúc tam quan này, từ cái kiến trúc phổ biến ở trong Phật giáo đã được vận dụng để xây dựng kiến trúc trong các ngôi đình, đền hay đặc biệt là tại các cổng làng. Quý khách khi mà chúng ta đến những cái ngôi làng cổ, chúng ta có thể bắt gặp những cái kiến trúc tam quan gần giống như thế này. Tại đền thờ tổ mẫu Âu Cơ là có kiến trúc tam quan và vừa rồi thì quý khách hành hương tại khu vực núi Hùng cổng đền trước khi hành hương các ngôi đền trên khu vực núi Hùng cũng chính là kiến trúc tam quan mang ý nghĩa chính là cái cửa để dành cho việc là đón vua quan khi mà về thăm làng à, cửa chính giữa sẽ là cửa lối dành cho vua đi thế còn cửa bên trái và cửa bên phải sẽ dành cho quan văn và quan võ bởi vậy mà thiết kế tam quan cũng là một cái kiến trúc rất là phổ biến trong cái đời sống văn hóa của người Việt chúng ta. À, sau khi dừng chân tại tam quan xong, thì quý khách sẽ tiếp tục hành hương lên đền thờ tổ mẫu Âu Cơ trên đỉnh Mỹ ốc sơn. À, qua cổng tam quan thì quý khách sẽ tiếp tục qua tứ trụ và trụ biểu sau đó vào nhà bia thì ở đây quý khách có thể thấy rằng tứ trụ được xây ở đây phía trên đỉnh là có đắp nổi cái hình con chim lạc và đặc biệt là bên dưới còn có hình ảnh cái họa tiết chính là họa tiết người hình ảnh người dã gạo ở đây những là cái mô típ những cái họa tiết rất là quen thuộc trong hoa văn trên chiếc trống đồng đông sơn qua những cái hình ảnh này thì cũng đã phần nào phản ánh được cuộc sống của cư dân Văn Lang lúc bấy giờ với nghề nông nghiệp trồng lúa nước là chủ yếu. Lát nữa khi vào bên trong đền thì quý khách có thể tham quan kỹ hơn những cái họa tiết được mô phỏng trên mỗi công trình kiến trúc. Đều là những cái họa tiết mô phỏng trên trống đồng Đông Sơn. Ngoài hình ảnh người giã gạo, hình ảnh chim lạc thì còn có hình ảnh lễ hội hóa trang hay là những cái hoa văn rất là tiêu biểu, rất là đặc trưng của hoa văn ở trống đồng Đông Sơn như là hình ảnh khắc vạch, hình ảnh đường tròn chấm giải hay là hoa văn sóng nước và đặc biệt là hình ảnh con chim lạc trên mỗi công trình kiến trúc hay là ở đầu mái đình mái đền thì quý khách sẽ thấy là có hình ảnh con chim lạc và chim lạc thì đã được người việt suy tôn lên giống như vật tổ của mình và hình ảnh con chim lạc cũng là một cái hình ảnh rất là quen thuộc rất là gần gũi trong đời sống của người dân à, chim lạc cũng đã được đi vào thơ ca dân tộc ta là con chim lạc ấy đôi cánh thời gian đập sáng một con đường À, sau đây mời quý khách sẽ tiếp tục hành hương qua tứ trụ để chúng ta vào nhà bia nơi có đặt tấm bia ghi lại công lao của tổ mẫu Âu Cơ à, phía trước quý khách đây chính là nhà bia à, bên trong nhà bia này thì có đặt một tấm bia à, một mặt bằng chữ quốc ngữ và một mặt bằng chữ hán nội dung trên tấm bia đó là ca ngợi công lao của tổ mẫu Âu Cơ à, cha lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ sau khi kết duyên thì mẹ đã mang thai và sinh ra bọc trăm trứng nở thành trăm người con tại khu vực Đền Hạ mà vừa rồi quý khách đã tham quan. Thì mẹ Âu Cơ sau khi mà cha Lạc Long Quân bảo mẹ Âu Cơ chia con, 50 người con theo cha về miền biển để mở mang bờ cõi, 49 người con lên miền ngược để khai khẩn đất hoang. Thì mẹ Âu Cơ đã đưa các con lên miền núi, người đã đi đến một vùng đất nay thuộc xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa của tỉnh Phú Thọ. Tại đây mẹ thấy đất đai rất là trù phú, màu mỡ. Mẹ đã dừng chân lại, mở ấp, lập làng, dạy dân cấy lúa, chăn tằm, dệt vải. Sau khi cuộc sống của nhân dân đã ổn định, thì vào ngày 25 tháng chạp, mẹ đã hóa về trời và có để lại bên gốc đa một giải lụa đào. Và để tưởng nhớ tới công lao của tổ mẫu Âu Cơ, người đã có công sinh ra nòi giống dân tộc Việt và đã có công dạy dân cấy lúa chăn tầm, dệt vải, thì tại gốc đa đó, nơi mẹ để lại giải yếm đào trong cái ngày mẹ hóa về trời thì nhân dân đã xây dựng đền thờ để phụng thờ mẹ muôn đời tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và đó cũng là ngôi đền gốc thờ mẹ Âu Cơ. Và vào năm 2001 thì tại khu di tích lịch sử Đền Hùng đã xây dựng đền thờ tổ mẫu Âu Cơ tại núi Vặn với tên chữ là Ốc Sơn với mục đích là để quy tụ giá trị văn hóa tâm linh thời đại các vua Hùng và cùng với đền thờ đức quốc tổ lạc long quân thì hai ngôi đền nằm trong quần thể khu di tích để thể hiện đạo hiếu của con cháu người việt đó là muốn đưa cha mẹ về phụng thờ cùng một nơi nơi đất thiêng đất gốc đất phát tích cội nguồn của dân tộc việt nam để cha rồng mẹ tiên sẽ mãi là huyền thoại linh thiêng bất diệt trong tâm trí của mỗi người con đất việt sau đây mời quý khách tiếp tục sẽ hành hương vào đền chính. À, hành hương 553 bậc đá qua cổng Tam Quan, qua tứ trụ, qua nhà bia thì quý khách sẽ lên tới đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Ốc Sơn. Và đền thờ thì được xây dựng vào năm 2001, khánh thành năm 2005. Mặc dù là xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ 21, xong quan sát thì quý khách có thể thấy rằng đền vẫn mang đậm nét cổ kính uy linh à bởi trước hết là đền được xây dựng theo kiểu kiến trúc truyền thống, kiến trúc chữ đinh, gồm có đền chính, hai bên là nhà tả Phu hữu vu Và vừa rồi thì uh, trong quá trình uh, qua trụ biểu, qua nhà bia thì quý khách cũng đã được uh, thấy là những cái công trình kiến trúc hay là những cái họa tiết hoa văn thì là đều những cái đều là những cái họa tiết quen thuộc trên trống đồng Đông Sơn và điều đó cũng một lần nữa lại được tái hiện thông qua các công trình kiến trúc ở trên đền chính này. À, điều đó đã giúp cho đền thờ mang đậm cái nét cổ kính uy linh giữa thời hiện đại này. Và bên trong đền thờ tổ mẫu Âu Cơ thì có đặt một bức tượng mẹ Âu Cơ được đúc bằng đồng, đang giơ tay ra như sự trở che vỗ về cho những đứa con. Và bức tượng là sự hội tụ những nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam thông minh hiền dịu phúc hậu đoan trang. Và hàng năm tại đền thờ tổ mẫu Âu Cơ thì khu di tích lịch sử đền Hùng có tổ chức hai cái ngày lễ ngày lễ thứ nhất vào ngày 25 tháng Chạp, ngày Tiên Thăng và ngày thứ hai đó là ngày mùng 7 tháng Giêng, ngày Tiên Sáng. Trong cái ngày lễ này thì sẽ có những cái lễ vật rất là đặc trưng như là bánh trưng, bánh rằng. Nếu như dâng lên các vua hùng là bánh trưng, bánh dày thì dâng lên mẹ Âu Cơ là bánh trưng, bánh rằng. Bánh rằng là một loại bánh được làm từ bột nếp và mật mía Nó rất là ngọt và cũng rất là ngon mang cái đậm cái bản sắc của vùng đất tổ và trong cái nghi lễ đó thì cũng có mời đội tế nữ quan về đây để tổ chức lễ tế mẫu Âu cơ. À, và nếu như có dịp trở về đền Hùng à, trong những cái ngày lễ, cuối năm thì là vào ngày 25 tháng Chạp và đầu năm là ngày mùng 7 tháng Giêng, quý khách có thể hành hương lên đền thờ tổ mẫu Âu cơ để tham dự cái nghi lễ này, cũng như là để um, uh, chiêm bái cũng như là thể hiện cái tấm lòng thành kính tri ân nhớ tới công lao của tổ mẫu Âu cơ tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây hàng ngàn đời nay của con cháu người Việt. Sau khi tham quan đền thờ Tổ mẫu Âu Cơ xong thì quý khách sẽ tiếp tục di chuyển xuống dưới chân núi và chúng ta sẽ hành hương sang một điểm tâm linh tiếp theo đó chính là đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân được ngự tại núi Sim, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì của tỉnh Phú Thọ. À, điểm du lịch tâm linh tiếp theo của quý khách chính là khu vực đền thờ đức quốc tổ lạc long quân. À, đền thờ đức quốc tổ lạc long quân được xây dựng tại núi sim, xã chu hóa, thành phố việt trì của tỉnh phú thọ và xây dựng vào năm 2007 khánh thành năm 2009 để thờ cha lạc long quân vị thủy tổ của cả dân tộc việt nam. Và vừa rồi thì à, khi mà hành hương lên đền thờ tổ mẫu âu cơ, quý khách đã lên một ngọn núi rất là cao thì trái lại đền thờ Đức Quốc Tổ lạc long quân lại ở một vị trí thấp hơn và có đi qua hệ thống hồ nước rất là đẹp và cái việc mà xây dựng mẹ Âu Cơ ở trên núi cao còn cha lạc long quân lại ở vị trí thấp hơn à, nó cũng gắn liền với tâm thức của người Việt Nam chúng ta à, từ xưa tới nay thì người Việt chúng ta vẫn quan niệm rằng cha lạc long quân là giống rồng sống ở dưới nước còn mẹ Âu Cơ là tiên nữ sống ở trên non cao bởi vậy mà đền thờ mẹ Âu Cơ được xây dựng tại ngọn núi cao và đền thờ Đức quốc tổ lạc long quân thì xây dựng ở vị trí thấp hơn và các nhà thiết kế đã đã thiết kế thêm thêm một cái hệ thống hồ nước ở phía trước đền. cái việc này để xuất phát từ cái việc là à, cha lạc long quân là giống rồng và xây dựng hồ nước ở phía trước là để ứng với điểm rồng ở dưới nước. và ngoài ra thì theo như cái bố cục của di tích người việt chúng ta khi mà xây dựng di tích thì sẽ di tích ở trên cao hơn để mang yếu tố dương và hồ nước ở dưới thấp hơn để mang yếu tố âm và người ta quan niệm rằng khi mà âm dương hài hòa thì mọi nguồn hạnh phúc sẽ được sinh sôi và trước khi vào bên trong đền thờ chính thờ đức quốc tổ lạc long quân thì quý khách cũng sẽ đi qua hệ thống các công trình trước hết là tứ trụ à, ở đây thì quý khách có thể thấy rằng à, tứ trụ là cũng có chúng ta cũng bắt gặp những cái hình ảnh rất là quen thuộc như là hình ảnh à, con chim lạc ở trên trên đỉnh của tứ trụ đấy ạ và đặc biệt hai bên tứ trụ này khắc họa hình ảnh chim lạc rất là rõ nét. Đây còn có mặt trống đồng. Đây chính là một trống đồng là một trong những cái biểu tượng cho thời kỳ phát triển rực rỡ dưới thời đại các vua hùng. Và ngoài ra thì các họa tiết cũng chính là những cái họa tiết mô phỏng trên trống đồng Đông Sơn. Vừa rồi thì quý khách cũng đã được uh, chiêm ngưỡng tại đền thờ Tổ mẫu Âu Cơ như là hình ảnh khắc vạch thể hiện rất là rõ đấy ạ. Hay là hình ảnh hoa văn sóng nước, hoa văn chấm giải. À, hình ảnh lễ hội hóa trang, hình ảnh người xã gạo để phản ánh cư, cuộc sống của cư dân Lạc Việt. À, qua tứ trụ này thì à, quý khách sẽ tiếp tục à, hành hương tiếp đến cổng biểu tượng. Nếu như ở khu vực núi Hùng, ở khu vực đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ thì à, quý khách sẽ đi qua Tam Quan. Thì à, ngược lại ở khu vực đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân thì quý khách lại đi qua cổng biểu tượng. Cổng biểu tượng này chính là mô phỏng hình ảnh mái nhà sàn. Qua đó cũng để phản ánh cho cái lối sống sinh hoạt của người Việt cổ lúc bấy giờ, họ sống với hình thức là sinh hoạt là nhà sàn và qua cái cổng biểu tượng đó thì quý khách sẽ tiếp tục hành hương vào bên trong nhà bia bên trong nhà bia thì cũng có đặt một tấm bia một mặt là chữ quốc ngữ một mặt là chữ hán do giáo sư vũ khiêu biên soạn và nội dung cũng để ca ngợi công lao của đức quốc tổ đã có công khai sơn phá thạch tại tấm bia này thì quý khách có thể tìm hiểu rõ hơn về công lao của đức quốc tổ trong bài văn bia có viết lại tương truyền đức quốc tổ lạc long quân do nam sơn hôn đúc Đông Hải Góp Linh, lúc mới sinh ra đã khác người thường, hào quang rực nhà, mây lành che khắp, hương thơm tỏa ngát, tư chất phi thường, khi trưởng thành, trí lực hơn đời, anh hùng cái thế. Và trong bài văn bia cũng nói tới cuộc gặp gỡ nhân duyên giữa cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Và đặc biệt hơn, trong câu chuyện này thì còn nói tới ca ngợi công lao của Đức Quốc Tổ đã có công mở mang bờ cõi để bờ cõi mở mang quốc gia hưng thịnh, cha Lạc Long Quân đem 50 người con xuôi về miền biển, khai hoang lập ấp, diệt trừ ngư tinh, thủy quái, chấn trị nơi đầy đầu sông góc biển. 49 người con theo mẹ Âu Cơ lên miền rừng núi, đốt nương làm rẫy, khai thác cương thổ, chấn trị trốn rừng rậm. Non cao, khi sự biến thì báo cho nhau biết để cùng trợ giúp trong này cũng cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ chưa con, nhưng hai người cũng đã nhắc nhở nhau khi mà gặp phải khó khăn, gặp phải biến cố sẽ cùng nhau hỗ trợ. Điều đó để một lần nữa khẳng định rằng dù ở bất cứ nơi đâu thì tình đoàn kết sẽ luôn là cái sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam chúng ta. À qua nhà bia thì quý khách sẽ tiếp tục hành hương vào bên trong đền thờ chính. Và quan sát về kiến trúc của đền thì quý khách thấy rằng À, kiến trúc của đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân cũng giống như kiến trúc ở đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ. Đó là kiểu kiến trúc chữ đinh, đền chính ở phía trước, chính giữa và hai bên là nhà tả vu, hữu vu. Và đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân cũng được xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ 21, song quý khách thấy rằng vẫn mang đậm nét cổ kính, y linh. Và lát nữa khi mà vào bên trong đền thờ thì quý khách sẽ thấy bên trong hậu cung của đền có đặt một bức tượng cha Lạc Long Quân được đúc bằng đồng. Bức tượng được tạc ở tư thế ngồi trên ngai rất là quắc thước, trang nghiêm. Bức tượng cao 1m98, nặng 1,5 tấn. Và trang phục đúc quốc tổ là trang phục truyền thống của cư dân Văn Lang lúc bấy giờ. Đầu đội mũ lông chim, mình mặc áo và xéo, bắp, bắp chân cuốn xà cạp và chân đi xếp cỏ. Và bên dưới tượng Lạc Long Quân thì có tượng Lạc Tướng, Lạc Hầu đứng trầu. Và cái việc mà sắp xếp cái hệ thống tượng thờ bên trong đền thờ, hậu cung của đền thờ cũng để phản ánh cho chế độ chính trị thời Hùng Vương. Đứng đầu là Hùng Vương, bên dưới Hùng Vương là có Lạc Tướng, Lạc Hầu. Bên dưới Lạc Tướng, Lạc Hầu có Bồ Chính và bên dưới cùng là Lạc Dân. Và ngay trong cái việc thờ tự bên trong hậu cung của đền thì cũng giúp cho con cháu đời sau phần nào hiểu hơn được về bộ máy thời đại Hùng Vương. À, và hàng năm thì tại khu di tích lịch sử Đền Hùng cũng sẽ tổ chức lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân vào ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch trước ngày dỗ tổ hùng vương và vào ngày mùng 6 tháng 3 thì cũng sẽ có cái phần lễ tế nếu như ở đền thờ tổ mẫu âu cơ là đội tế nữ thì ở đền thờ đức quốc tổ lạc long quân sẽ mời đội tế nam về đây để tế lễ tưởng nhớ tới công lao của đức quốc tổ và lễ vật đặc trưng để dâng lên quốc tổ chính là bánh trưng bánh dày xôi gà thủ lợn và có thêm bánh trôi đền thờ đức quốc tổ lạc long quân thì là một thiết chế mới nằm trong quần thể của khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đền thờ gốc để thờ cha Lạc Long Quân là tại thôn Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Và khi mà ở Thanh Oai, Hà Nội thì đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, cái lễ hội dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân vẫn mang cái tầm vóc là địa phương. Thì khi mà về khu di tích lịch sử Đền Hùng đã được nâng lên một tầm cao mới trở thành một lễ hội mang tầm vóc quốc gia và vào đền hùng và những dịp hội thì đồng bào du khách cũng sẽ được hành hương sang đền thờ Đức Quốc Tổ, cũng sẽ được tham dự cái lễ tế Đức Quốc Tổ để tưởng nhớ tới công lao trời biển của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Và thưa quý khách, đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân thì cũng chính là cái điểm mà hành hương cuối cùng khi mà quý khách về thăm đền hùng. À, qua cái việc mà hành hương về đền Hùng thắp hương tri ân công đức tổ tiên tại khu vực núi Hùng và sang đền thờ tổ mẫu Âu Cơ thắp hương kính mẹ tổ mẫu Âu Cơ và sang đền thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân thì cũng để thể hiện cho đạo hiếu của con cháu người Việt nhớ tới công lao của cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ đã sinh ra cả cộng đồng dân tộc Việt Nam nhớ tới công lao của các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước đó là truyền thống tốt đẹp hàng ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam.